Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay là ngày bàn giao cái đi khóa 18. Thấm thoát đã 6 tháng trôi qua. Ngày đầu tiên các bạn là những trang giấy trắng, còn tinh nguyên, bỡ ngỡ, chưa hiểu về ngành góp nói chung và ngành cái đi nói riêng. Trải qua 6 tháng gieo mầm cùng với ban đào tạo, vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách, vất vả và nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Và ngày hôm nay, thành quả đó đã đến và chính các bạn là người nhận những thành quả này. Và ngay bây giờ, mời các bạn hãy xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ này. Lời cuối cùng xin cảm ơn toàn thể các bạn và chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, niềm vui, sự may mắn và thành công trong công việc mình đã chọn. Mong rằng các bạn sẽ gìn giữ và phát huy giá trị mà ban đào tạo đã trao cho bạn. Xin chân thành cảm ơn.